Xin chào quý vị và các bạn. Đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ khá mạnh đã gây ra sự giảm nhiệt rõ rệt ở các tỉnh thành miền Bắc. Trong hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ còn nhiều mây nhưng mưa xảy ra ít, lác đác chỉ ở một vài nơi với lượng nhỏ không đáng kể. Trời tiếp tục rét sâu, vùng núi còn xảy ra rét đậm, có nơi rét hại với biên độ nhiệt trong ngày chênh lệch không nhiều. Còn với các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng, nền nhiệt cũng ở mức thấp, trời rét sâu, đơn cử như thủ đô Hà Nội chỉ dao động trong khoảng từ 14 cho đến 18 độ. Tuy nhiên, sang đến ngày 12 và ngày 13, khi nằm sâu trong khối không khí ổn định, Bắc Bộ trời khô ráo, hầu như không có mưa. Về đêm và sáng, do hiện tượng phát xạ nhiệt hoạt động mạnh, nên nền nhiệt độ tiếp tục giảm thêm xuống khoảng 10 cho đến 13 độ, vùng núi còn giảm xuống dưới ngưỡng 9 độ. Tuy nhiên, trưa chiều trời bắt đầu hửng nắng yếu cùng với nền nhiệt độ tăng lên từ ngày Chủ nhật cuối tuần và sang đến ngày thứ hai bắt đầu sau sẽ đạt từ 20 đến 22 độ. Thời tiết ấm áp thuận lợi hơn cho hoạt động thường nhật của người dân. Không khô ráo như các tỉnh thành Bắc Bộ, miền Trung tiếp tục nhiều mây và có mưa trong 3 ngày tới. Dự báo do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình, dọc các tỉnh thành từ Hà Tĩnh cho đến Phú Yên tiếp tục nhiều mây có mưa rào, tập trung ở các tỉnh như là Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Về tình hình nhiệt độ, thì trời rét từ Thanh Hóa cho đến tận Huế với mức nhiệt cao nhất dưới 21 độ, lạnh hơn từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi. Riêng khu vực Nam Trung Bộ từ Bình Định cho đến Bình Thuận sẽ có nền nhiệt độ tăng dần. Đến các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận do trời ít mưa, nên mức nhiệt trưa chiều vẫn tăng lên trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Khu vực còn lại thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có kiểu thời tiết ít biến đổi trong 3 ngày sắp tới. Dự báo trời có mây thay đổi, mưa hầu như ít có khả năng xảy ra. Tại khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt sẽ tăng lên trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ và từ 30 cho đến 33 độ cho hầu khắp các tỉnh thành thuộc Nam Bộ. Nhìn chung thời tiết ở các tỉnh thành phía Nam còn ổn định và thuận lợi cho hoạt động giao thông và du lịch của người dân trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trong 3 ngày sắp tới do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ khá mạnh, nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, biển động, sóng cao và ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải trên khu vực. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa cũng có gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần lên mức cấp 5 cho đến cấp 6, đặc biệt là tại phía tây bắc của khu vực có tình trạng biển động, sóng cao và gây trở ngại đến các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Như vậy, từ ngày 12 và ngày 13, Bắc Bộ giảm mây, trưa chiều hửng nắng, nên nhiệt độ trưa chiều tăng hơn nhưng về đêm và sáng trời còn rét sâu. Trung Bộ có mưa rào rải rác từ Hà Tĩnh cho đến Bình Định, còn về nhiệt độ trời rét ở phía Bắc. Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến là không mưa, trưa chiều có nắng. Bản tin cuối ngày 10 tháng 2 của Đài Truyền hình số VTC xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.